Phụ nữ biên cử biểu diễn. Vâng, cảm thấy là thực sự là tôi ngồi dưới là tôi cảm thấy muốn nhún nhảy theo bản nhạc đấy ạ. Rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng chi hội biên cử một lần nữa. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay lớn hơn nữa đi ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục Sắc Xuân do chi hội phụ nữ Yên Hòa biểu diễn. Xin mời chi hội Yên Hòa.